được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Hóa Thượng. Để làm tốt vai trò của mình, chị Hồng luôn sâu sát với cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận dụng linh hoạt công tác tuyên truyền gắn với các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động đến với người dân một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt là vận động nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu dân cư. Ban đầu khi nghe tin gia đình tôi có một số diện tích đất và nhà ở nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng của dự án khu dân cư Xóm Gò Cao, bản thân tôi ban đầu tiên thì rất chi là lo lắng, nhưng sau khi được các đồng chí cũng như các phòng ban có chuyên môn, đặc biệt là đồng chí Hồng vận động và tuyên truyền thì gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ với chủ trương của dự án. Còn đây là một trong 5 tuyến đường thường xuyên treo cờ Tổ quốc dài hơn 3 km do chị Hồng cùng chính quyền địa phương vận động người dân và doanh nghiệp tham gia đóng góp được hơn 400 cán cờ bằng sắt, tổng kinh phí trên 40 triệu đồng, góp phần tạo cảnh quan, diện mạo cho khu dân cư. Trước đây thì treo cờ thì vẫn theo hướng dẫn của chính quyền, nhưng mà chủ yếu người dân là tự phát, cột, cọc, các thứ là không thống nhất, người thì tre, người thì nứa, người thì sắt. Thế sau khi mà có cái hướng dẫn của chính quyền địa phương thì bà con cũng rất chi là đồng thuận, hưởng ứng, được một cái đường cờ rất chi là đẹp thì bà con cũng thấy phấn khởi. Từ việc gần dân, học dân và sâu sát với dân, trong năm 2022, chị Hồng đã tham mưu và phối hợp với lực lượng công an xây dựng thành công mô hình camera giám sát an ninh, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, từ đó nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, cùng nhiều đóng góp tích cực trong việc đưa xã Hóa Thượng trở thành thị trấn vào tháng 4/2023. Để thực hiện được tốt những nhiệm vụ của công tác dân vận thì trước hết thì bản thân mình phải vận động gia đình và người thân là gương mẫu đi đầu trong các hoạt động do địa phương phát động. Bên cạnh đó còn phải thực hiện tốt cái chức trách của người cán bộ mặt trận. Bản thân tôi sẽ tiếp tục trau dồi học tập nâng cao cái trình độ chuyên môn về công tác dân vận để làm sao có những cái phương pháp tuyên truyền vận động thuyết phục đối với người dân một cách hiệu quả nhất. Đồng chí Nguyễn Thu Hồng trong thời gian qua thì là một người rất là quan tâm, trách nhiệm, năng nổ, tích cực trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai các chương trình dự án, các đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân trên toàn địa bàn thị trấn thì đã cụ thể hóa nhiều cái phong trào thi đua yêu nước, đã chủ động phối hợp với các ban công tác mặt trận dưới cơ sở triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cái việc là phát triển các mô hình phát triển kinh tế, từ đó giúp cho nhân dân địa phương nâng cao được thu nhập, chuyển đổi được cơ cấu cây trồng, chuyển đổi được ngành nghề để mà phát triển kinh tế. Những đóng góp của chị Hồng đã góp phần giúp địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và thực sự là tấm gương tiêu biểu của người cán bộ làm công tác mặt trận.